Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với A Nhiệm TV. Hôm nay là hai vợ chồng lại có mặt ở ruộng đấy các bạn ạ. Trời khá nắng, ấm. Hai vợ chồng hôm nay lại tiếp tục đi bắt lươn. Bây giờ là như khóm ruộng là người ta đã được là cày bừa hết rồi các bạn ạ. Cũng bừa khá là nhiều rồi. Lý hôm nay là biết vì sao các bạn là bị mấy ngày vừa rồi bị cảm cúm là mất giọng rồi. Vì thế là không nói được luôn rồi. Hôm nay đi theo sau mình là chỉ là đồng hành, là gọi là cầm máy làm cameraman với lại là cầm cái xiên cá cho mình thôi. Đây ngay trước cửa bên dưới nhà của mình đấy các bạn ạ. Mà không biết có lươn không đây. Thì thoảng lâu lâu có khóm thì là mọi người bà con của mình là bừa thôi. Hy vọng là hôm nay là sẽ bắt được nhiều. Trước xưa đấy nữa thì hai vợ chồng cũng ghi hình là bắt lươn cũng là 2 lần rồi các bạn ạ. Lúc đấy là ruộng là chưa bừa đâu, là ở trên nhà chỗ bà ngoại của mình cơ. Hôm nay thì ở bên nhà mình, ở trên ngoại trên của mình cơ, với nhiều lươn các bạn ạ. Vì trên đấy mọi người không ai biết bắt đấy. Hy vọng là hôm nay là sẽ là hai vợ chồng sẽ là bắt có thành quả nhiều, để về làm một bữa thật sự là nhiều cơ, ăn cho nó là đã cơ các bạn ạ. Rồi các bạn theo chân của mình xuống ruộng đi tìm xem có bắt được lươn không các bạn nhé. Hai vợ chồng ở cái ruộng bên dưới các bạn ạ, là không có lươn, bây giờ lại di chuyển lên trên này một đoạn nữa. Ôi ruộng trên này là nhiều bèo quá, cái đáng nhẽ bừa hết như này này. Nếu mà không có bèo thì sẽ có là nhiều lươn lắm. Nhưng bây giờ là toàn là bèo không này, không biết là thế nào đây. Không biết có ăn thua gì không, cẩn thận này thất bại chứ. Rồi mình cứ xuống là đi vòng vòng như này một chút xem. Ở đây toàn các bờ thì mọi người bà con là đắp vừa đắp mới toanh như này này. Cái này là phải lội xuống ruộng rồi, đi trên bờ không được nữa. À, đi rồi. Đã thấy con lươn nào nhé? Toàn bèo không thế này. Chết rồi. Toán bèo không chảy lúa đâu. Lùa bé tí này biết thế nào đây. Có lườn bé lắm á. Wow, một em. Rồi. Bèo nhiều quá. Ai da, bị cắn à. Có chuyện cắn đâu nhá. Thôi cái này chắc mình phải đợi đập chết đi thôi. Con đầu tiên, cái này mà nếu mà không có bèo này chỉ bắt một tí mà thoải mái ăn đấy mà. Bèo này không biết có ăn thua gì không đây. Che hết lỗ, không nhìn thấy lỗ nữa, không bắt được. Con nào nó ở giữa ruộng này bắt dễ. Em nữa rồi. Này mà nếu có thấy lúa thì nhanh không đi mà. Chè
hai con rồi. Ra đây cái gì? Ôi trời, từ lập chán lắm. Không ăn thua. Thế nhỉ? Mới ở đây mà. Nó bé quá. Lạ thật. Bé tí. Hình như là bắt cái lươn này hình như là nó kỵ nó ám theo là như là máy quay như là không được hay sao ấy, cứ bỏ máy quay ra lại cũng được nha. Khôn đi mày, không to bằng lươn ở bên ngoại mình được nhỉ, bên đấy lươn to thật. Con nào con đấy này bé lắm. Rồi, càng ngày càng lên rồi. Hy vọng ra đến tối là đủ ăn. Nếu không có bèo thì chắc là bắt được nhanh. Lượng nhiều lắm rồi. Cái này gọi là đi bót, tí một. Thank you.
Lươn bé lắm, có lươn to đâu. Mót. Làm bữa. Rồi, lên dần rồi. Quyết định phải lấy đủ đủ bữa mới thôi chứ. Con nó ra nhỉ. Ra kiểu gì nhỉ? Toàn là lươn tập tầm này còn không lươn to. To ở trong mưa hết rồi, nhưng mà toàn là béo nấy, không nhìn thấy gì đâu. Toàn là lươn thiếu nhi. Ồ, nhiều mấy con cũng được, là 3-4 miếng đấy. Đây các bạn, về thành quả đây. Cả chiều con thua. Được toàn là lươn bé rồi, không to mấy đâu. Nói chung là được một đĩa. Vừa bắt lươn vừa về đây các bạn đây. Đấy. Xin chào các bạn nha. Thấy mình thấy bắt lươn phát là cũng là mua một ít mang về đây góp với mình. Hôm nay anh em ăn cơm với nhau. Khai xuân nên là mình cũng góp mặt một chút để giao lưu. Hôm nay ăn lươn xem đầu năm lươn, xem từ đây đến cuối năm có lươn lẹo thế nào không. Chán không ăn thua. Ruộng ở chỗ là mình là không có lươn, với lại là bèo nhiều quá, cái này phải hôm nào phải đi đi chỗ khác hơn, chỗ khác phải bắt cơ. Bừa đi. Không, người ta bừa thôi, nhưng là cho là bèo ấy. Rồi tối nay về đây không biết là lấy cái món gì tiếp đãi đây các bạn ạ. Thôi chắc phải dùng cái này thôi. Trước đây Tết anh trai của mình mổ bò các bạn, thì mình cũng có lấy bộ cái chân mà bị treo các bếp như thế này. Nhìn thế này thôi, đen này thôi mà treo xong cái này một tí là thui xong là cho lên là ninh hầm cạo vàng đi ăn, tuyệt vời đấy. Nhà đấy cái này là có món này chiêu đãi thôi, bây giờ không có cái gì nữa. Chân bò hầm cái gì để đi mua đồ nhé. À ừ. Tết rồi có là thịt gà, thịt lợn các thứ thì ăn hết rồi, bây giờ chỉ còn mỗi đúng hai bốn cái chân bò là treo các bếp này nữa thôi. Thôi. Chân bò hầm cứ đủ đi. Hầm cứ đủ ngon mà. Hầm đủ không? Không hầm cứ đủ hầm à? Không hầm à? Hầm à, cái gì nhỉ? Hầm su hào ấy, su hào vườn đầy hết đây. Hầm nó đủ hoặc hầm su hào các bạn, hầm nó đủ hơn đấy, là hầm nó mềm hơn đấy. Thôi, bây giờ sẽ mang cái này chỉ biên ạ.
Đây, tháo ra này. Toàn lươn bé các bạn ạ. Thôi cũng được một đĩa. Đây với cả cái món này nữa. Cái này là hôm qua hai vợ chồng đi làm đi ra ruộng các bạn ạ, cũng là kiếm được một ít đây. Con ốc đây, con ốc ở đồng đấy. Mang phương tiện thì chạp cho vào xào luôn. Nấu luôn. Còn cái món chân bò kia thì để cho là hai anh em Đô với là một bạn nữa đi cùng Đô nữa, cameraman của Đô nữa làm. Toàn các món là tự đi bắt, tự làm, tự chế biến ăn. Cái này chặt bé bé thôi em ơi, cái này không phải to đâu nhá, chặt hơi hơi chặt bé bé thôi. Chặt một tí thôi, chặt to quá một tí là mình không bút được đấy. Đấy thế thôi. Ôi, bây giờ mình vào làm cái món lươn đã nhé các bạn nhé. Đánh xong cái nhìn thấy vàng lên ngay nhỉ. Này có thêm món măng, măng đầu mùa, măng này ngon, xào. Bây giờ thì mình sẽ chặt khớp nó ra các bạn nhé, rồi là mình cho vào nồi để cho nó dễ ninh. Nên xong mình sẽ lọc ra các bạn. Cái xương này nó cứng. Cái này mà không ninh lên thì chắc là nước ngô. Bà cho mình chuyên môn nước ngô với nước bánh thôi. Bà Nhâm giờ này mới về các bạn ạ. Đi làm thì tôi mới về ngồi bếp nước bánh nước ngô. Đi làm dùng mạ. Bánh dày các bạn ạ, mình đi lên hay đi lên bản người Mông các bạn thì được có nói nhỉ, được người dân là tặng à, người dân biếu các bạn à. Để công thủ nhiều lắm này. Bà Nhâm thì là khoái cái món này đấy, nướng này mềm khó. Ấy ngon chưa, thấy ngon chưa, nóng quá, nóng quá. Lấy đường về chấm. Đường chấm á? Nó không ngọt hả bà Nhâm? Nó không ngọt đâu, nó làm không ơi. À bà con mình chia nhau nhé. Nhưng dẻo ngon lắm. Cho cái này ngon này. Cái chỗ này nó làm ngon lắm các ăn. Trời ơi đây này. À, đau quá. Ngon. Đi sao? À, các phòng nhỏ mà. Nó sao cái thai không hòa vừa như nào rồi? Nó cứ lúc có lúc không được biết. Nó chất trơn á. Không được ạ. Ghét thế đấy wifi. Không được ạ. Cái thai của anh được ạ. Gần như nhà nào cũng thế. Dạo này nó kiểu gì nó yếu yếu. Rau răm kia mình làm nước chấm phải không bác? Cái này nếu luôn có thể làm nước chấm này thì chỉ là cho xào cho vào đây luôn. Hôm nay làm đây là của Pháp thì lên triệu view 3 triệu đấy kia thật. Thì to không? Đây, đây là nếu mà làm lúc khi mà các chữ là đi đâu? Ui, 2 cái táo gì nữa, 1 triệu. Cái này lên 2 triệu. Dạ. Đấy, của mình đây. Anh em mỗi người được vài miếng cũng được, hôm nay thất bại. Hôm nay bác ra bác thử không? Cũng là chiều chiều ấy ra à, lại còn
đang đi xe từ ngoài về thì thấy bác Lý với bác Nhiệm đang ấy ở dưới trêu trêu. Về đến nhà thì phóng ngay ra luôn. Ôi, đặc biệt đấy. Vâng, kỳ công bác hơi tốn tốn sức cho bác Nhiệm nhờ. Mẹ đang đi lội một đội ruộng. Cháu chưa thấy bác luôn ban ngày bao giờ đâu. Tùy ông này. À được mà, không vừa đấy à. Thằng nào vớt thêm nhỉ? Còn nhiều mà đúng không? Còn nhiều mà. Món này gọi là cái món chắc là món kỳ công nhất đấy. Mới cho ninh một lúc nào nó mềm ngay mà ăn sần sần nó sướng. Cái này mình canh với đu đủ kia phải không anh nhỉ? Đúng không? Cái này một tí nó gặp đu đủ cho đu đủ nó cái nhựa đu đủ nó với cái này nó hợp nhau lắm. À, nó mềm vâng. Nhanh. Còn xương cái nào mà không tách được hết ấy thì mời anh em mỗi người cục xương. Mình cứ để đấy thôi, để đấy nó đặc đặc tí á. Xong mai ra nguội, mai nó thành cái thịt đông ấy. Cái này ăn sáng tuyệt vời luôn. Cho vào ninh vào ăn, nó là cái nước cốt nó ra, cái thủy nó ra, mai nó đông vào ấy. Ăn nó tuyệt vời luôn thật. Canh cái gì mỡ ấy, mày nhầm rồi. Con vịt à? Con vịt nó hơi béo. Rồi các bạn, cơm mình đã chín rồi. Các món đây là cái món nhà chân mà bò hầm với đu đủ thì chủ yếu là do là đô là đạo diễn cái món đấy, mình cũng không ghi hình nhiều các bạn. Mình với cái món là lặt vặt, món là lươn, món là mang các thứ thì mình làm. Mình cũng không quay ghi hình chi tiết lắm như các món ăn đâu. Mình chủ yếu là hôm nay là hai vợ chồng đi xuống ruộng để bắt lươn thôi. Mà thành quả được hơi ít. Đây, các món hôm nay này. Ôi, có mấy con lươn học sinh nhỉ. Nhìn này nha, mà xào lan lên này hơi đặc biệt đấy. Để ý xem tí cái này là chắc chắn là sẽ là hết đầu tiên nhất. Mang đầu mùa. Vịt xào với xả với lại rau răm bạn, với lại canh này nữa rồi. Bia chứ. Có chứ. Ừ, làm lon bia thôi. Dạo từ cái hai mươi mấy Tết rồi đến là tận là mùng 8, mùng 9 ngày nào như ngày nào toàn là rượu không. Thôi hôm nay thì ngồi làm uống lon bia thôi. Ôi, xin mời các bạn ăn bữa cơm cùng với gia đình của mình nhé. Ôi, xin mời các bạn nhà ăn cơm nhé. Trong người ăn cơm nhé. Mời mọi người. Mời anh Nhiệm. Chào mọi người. Mời chị. Cái họ tóc đỏ lên nhà bài trước mình nấu cơm đấy. Con Nga bé tí rồi. Anh Đô bảo là mai làm lươn là quay lên. Cái nào? Quay lên trên này à? Video đầu tiên của kênh kia.